thêm chuỗi lây nhiễm ở chợ Cầu Muối liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức. Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện chuỗi lây nhiễm này từ hoạt động tầm soát cộng đồng. Sáng 17 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay là ngày thứ 9 thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố. Đây là thời gian then chốt để thành phố triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, chặn đứng chuỗi lây lan, giảm số ca mắc, tiến tới kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Theo HCDC, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thực hiện thí điểm cách ly F1, cách ly F0 không triệu chứng đủ điều kiện xuất hiện tại nơi cư trú. Các chuỗi lây nhiễm ghi nhận gần đây như chợ Tân Định quận 1, chợ Bình Điền quận 8, chợ Phùng Hưng quận 5, chuỗi lây nhiễm liên quan các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư đã được khoanh vùng giám sát chặt. Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một chuỗi lây nhiễm mới tại chợ Cầu Muối quận 1 có liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức. Từ hoạt động tầm soát cộng đồng, ngành y tế đã tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, xử lý chuỗi lây nhiễm mới phát hiện, thực hiện chiến lược mới về điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch với phương châm thần tốc bao vây dập dịch, nhanh chóng làm sạch khu vực có ca bệnh. Từ ngày 26 tháng 5 đến 15 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 1.970.569 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, 1.716.149 mẫu đã có kết quả, 254.420 mẫu đang chờ kết quả. Thành phố đang cách ly kiểm dịch 50.181 người, trong đó 12.773 người cách ly tập trung, 37.408 người cách ly tại nhà nơi lưu trú. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.